Hôm nay, Mido sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hết sức vui nhộn. Phù thủy siêu quậy, Chanh và Lời, Haru. Ở xứ sở phù thủy, các phù thủy nhí cũng phải đi học như bao bạn nhỏ khác. Đến giờ học rồi các con, chuẩn bị chổi bay nào. Các bạn vừa đi vừa trò chuyện. Ta mới mua cây chổi mới đấy. Bất ngờ, cây chổi bay mới bị cháy. Lại là tí nghịch ngợm. Cậu thích cưỡi chổi với tư thái kỳ cục này hả? Tập cưỡi chổi xong, các phù thủy nhí được thầy giáo hướng dẫn một phép thuật mới. Giờ chúng ta học cách biến hình cây lá cho một vật khác nhé. Umbala, ra ngôi sao. Bỗng có một tiếng rầm gừ vang dội. Ôi, sao có khủng long ở đây? Chạy mau. Cô ta ơi, nó sẽ ăn thịt ta. Tí nghìn ngợp lại về trò chứ ai. Thầy giáo vội chạy đến. Umbala, trở lại như cũ. Thì ra khủng long chỉ là chú chuột nhắt. Thầy giáo giận lắm. Thầy không cho tí nghịch ngợm học nữa. Con nghịch quá. Ta bắt con cấm túc trong phòng pháp thuật. Con xin lỗi. Nhưng trong phòng pháp thuật, tí nghịch ngợm cũng không chịu ngồi yên. Ý, đây là cuốn sách thiết hợp của thầy mà. À, hay quá. Có phép biến đổi người này. Umbala, cảnh à, khí môi. Mình biến thành sư phụ rồi. Tha hồ mịch phá mà không sợ bị mắng nữa. Trong lúc đó, thầy giáo hết sức hoảng hốt. Quái, sao mình biến thành tiếng nghịch ngợm thế này? Được làm sư phụ, tiếng nghịch ngợm liền chạy đi chơi khắp nơi. Ha, à, rồi sư phụ còn được cưỡi máy đi chơi nữa nè. Nhưng chẳng mấy chốc, đến giờ chấm bài cho học sinh rồi sư phụ ơi. Thế là, tiếng nghịch ngợm phải ngồi chấm bài cho học sinh. Gì? Ngày nay sư phụ cũng chấm nhiều bài thế hả? Ôi, mất hết cả buổi mà vẫn chưa chấm xong. Nhức đầu quá đây. Trong lúc đó, lại có tiếng huyên náo ngoài sân. Sư phụ ơi, các bạn lại nghịch phá trong vườn nữa kìa. Trời, sao bừa bộn thế này? Ha, trời vui quá. Không dừng lại. Chưa kịp nghỉ ngơi, tí nghịch ngợp đã bị kéo đi. Sư phụ đứng lớp dạy học thôi. Cái gì thế này? Mình không hiểu sao mà vậy đây. Làm thầy khó quá. Mình không muốn làm nữa đâu. Tí nghịch ngợp liền má phép. Umbala, trở lại như cũ. Ha ha, mình trở lại là mình rồi. Xin lỗi thầy. Con hứa sẽ không nghịch phá nữa. Thật không đó? Nhưng tiếng nghịch ngợm vẫn cứ nghịch ngợm. Mấy, con phá tiếp lộn rồi. Làm hết hồn, con lo mà học hành siêng năng đó. Hôm nay, Nido sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về tiến sĩ Howard Keller, người sáng lập ra khoa ung thư tại trường đại học Johns Hopkins năm 1895. Ly sử yêu thương, lời sóc nâu, Chanh thuận thành. Buổi trưa, trong một khu phố ở nước Mỹ, có một cậu bé bán hàng rong nọ đang hết sức mệt lả. Ê, đói bụng.